Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lạy quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ con kính bạch ngài, con vậy tuần này ngài không có vào room nên cũng không có thỉnh ngài giảng bài kinh nào. Bây giờ con thấy ngài vào room rồi, con cũng thỉnh ngài cho chúng con biết, và nếu thì con sẽ đọc chánh kinh và con thỉnh ngài lên ạ. Nam mô Bích Hai. Dạ, dạ con cung thịt nha tiểu siêu cho con biết ạ. Dạ con kính nhân Bích đến ngài. Ồ, như vậy thì ở trong lớp chúng ta các vị có cái ý định là nghỉ bữa nay. Ồ, vì chúng tôi không biết cho nên hôm nay chúng tôi bầu để giảng. Nếu mà các vị muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Hôm nay chúng tôi mới sư tử tri mới vừa mua cho chúng tôi cái máy, cái laptop nó tốt, bàn phím nó tốt, cho nên chúng tôi muốn vào để chúng tôi thử. Thứ nhất là cái âm thanh, thứ hai nữa là chúng tôi viết tin nhắn Bali hay là ta chat lên trên là màn hình. Ồ, quý vị nghe nghe nhỏ hả? Cái này thì sư trụ trì có nghe rõ không? Bây giờ phải làm sao cho nó lớn khi mà đổi cái âm. Chúng tôi không biết là phải bằng cách nào. Cái này là do sư tử tri cài đặt ha, cho nên chúng tôi cũng không rành nữa. Vì chờ chúng tôi coi coi. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, vậy tốt quá. Ồ, chỉ có 30% thôi sao? Sao lại vậy? Ồ, được 90%. 90% vậy là cũng cũng khá rồi.
Quý vị vẫn nghe được chúng tôi nói hả? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, vậy tốt rồi. Bây giờ nếu như hôm nay mà quý vị muốn học thì bây giờ Quỳnh đọc dùm cho bài kỳ trước thì chúng ta học cái bài 22. Nếu bữa nay học thì chúng ta sẽ học bài 23. Của cái pháp, của cái phẩm Mục Chi. Để mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài này. Cô có bài sẵn không? Hay là cô định nghỉ rồi khi không có chuẩn bị bài vở? Vậy mời cô. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con xin sám hối với ngài. Con nghĩ là đại đức Tịnh Đạt đã báo với ngài rồi nên con không có hỏi ngài trở lại. Đại đức Tịnh Đạt báo với mọi giảng sư mà lại sao không lại báo với ngài, con cũng không rõ nữa. Nên con xin sám hối với ngài. Nhưng mà nếu ngài cứ mỗi thứ bảy ngài vào giảng bình thường thì chúng con cũng chuẩn bị bài, cũng thỉnh ngày giảng chúng con khổ lắm, chúng con mới phải nghe văn thôi. Những vị khác thì muốn nghỉ như thường thường năm khi đại đức pháp tính còn, nên là con nghĩ vậy. Con xin sám hối với ngài, đây là lỗi của con, đáng lẽ con phải bữa thứ sáu con phải trình với ngài trước rồi. Dạ con xin sám hối với ngài và đạo tràng. Nhân bài thì con có nhưng con chưa làm, nhưng mà con vừa post con vừa đọc. Quỳnh quá thanh á văn hỷ nha, để nhiều Quỳnh đưa qua anh Quỳnh coi kịp không nha. Nếu không thì rồi Quỳnh thấy bài của Nhật Quỳnh chưa Quỳnh? Hên là cũng bữa nay bài cũng ngắn nên là không sao. Dạ được ngài vào giảng thì chúng con rất là mừng luôn. Mấy ngày khác thì nghe băng, mà được ngày thứ bảy ngày giảng thì chúng con rất là mừng. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân ngài. Và thật sự con nói thật sự là âm thanh của ngài rất là nhỏ so với mọi khi, thì 100% bây giờ theo máy của con chỉ nghe được có 30% thôi. Con phải mở loa ngoài vô thì mới nghe được bình thường. Thì con nói để ngài chỉnh máy thôi, chứ còn nghe thì vẫn nghe được, nhưng mà giống như mọi lần là không có giống. Dạ đúng rồi, ngần đầu con thấy trong rung có nhiều vị chắc tới 90% này kia, thì thật sự con thấy là theo con thì nó không có đúng thực trạng như vậy. Nên con dạ cho nên là con thấy có người nó tới 90% lần ngày quan hỷ quá. Con muốn là ngài nói phải mọi người phải nghe được rõ ràng, tại vì có những vị dùng cái laptop mà người ta không có loa ngoài thì người ta nghe rất là nhỏ, chỉ có những người mang tai nghe thì mới gọi là lớn được. Dạ con báo cáo tình tục. Dạ bây giờ thì con xin phép được đọc bài ạ. Bài 23. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe.
Có một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm sung mãn, đem lại hai lợi ích: an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế nào là một pháp không phóng dật trong các thiện pháp? Này các tỳ kheo, đây là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại được lợi ích an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế Tôn đã nói lên lợi ích này, ở đây điều này được nói đến. Bậc hiền trí tán thán không phóng dật hành thiện. Bậc hiền trí không phóng dật đem lại hai lợi ích: lợi ích cái đời này và lợi ích tương lai. Bậc trí do thắng trí chứng đắc được lợi ích nên được gọi bậc trí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con xin thay mặt đại chúng tông tu thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tiểu Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và xin thông báo với đạo tràng tiếp tục thứ bảy tuần sau thì đạo tràng chúng ta được ngài giảng tiếp. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp rất là lợi ích và được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến ngài. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe, nghe rõ? Vậy là tốt. Nếu quý vị nghe rõ vậy là tốt. Vì cái máy mà chúng tôi đang xài là cái máy khác, chứ không phải cái máy ngày hôm qua, hôm kia. Cho nên âm thanh chúng tôi mới chỉnh lại thôi. Mà bây giờ quý vị nghe rõ thì là tốt quá. À, chúng tôi cũng quên. Vì cái thời gian từ rằm tháng 9 cho đến rằm tháng 10 là cái mùa lễ hội dân y ở Katina. Thường thì trong cái mùa dân y đó, do vị chư tăng, các vị giảng sư cũng bận, bằng ngày đi chỗ này đi chỗ kia để dự lễ dân y thì cho nên nó nghỉ. Nhưng mà chúng tôi lại tưởng đâu là năm nay đó, vì một dịch Covid cho nên ở các chùa không có làm lễ dân y. Mà nếu các chùa không có làm lễ dân y, không có mời đi thì tại sao ở trong room lại cho nghỉ, chúng tôi cũng không biết được. Nhưng mà riêng bản thân chúng tôi thì không có đi đâu hết. Mùa dân y năm nay không có đi đâu hết, bởi vì dịch bệnh cũng còn. Do đó cho nên chúng tôi cứ ở chùa, ban ngày thì viết sách chỉ vậy thôi, rồi buổi tối thì có thể lên râm giảng. Cho nên hồi nãy khi mà nghe cô Nhật Quỳnh nói thì chúng tôi ngạc nhiên. Đến từ sau nghe nói lại sư Tịnh Đạt thông báo thì chúng tôi mới nhớ chợt ra là cái này là theo cái tiền lệ hồi trước là cái mùa dân y cái thí nát. Còn năm nay không có dân y cái thí nát ở đâu hết. Nhưng mà không biết duyên có gì mà các vị giảng sư lại cho phép nghỉ, thông báo cho nghỉ. Thôi thì trong thời gian này, trong thời gian một tháng này ở trong room pháp cú không có sinh hoạt, các vị giảng sư khác không giảng thì chúng tôi cũng
giảng cho room ngày thứ bảy. Nam thay á, Namo Thammay á, Namo Sangkhay á. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn, Ngài luôn luôn nhắc nhở dạy chúng đệ tử về cái sự tinh cần tu tập chánh niệm, không có dễ vui. Cho đến khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch, Ngài cũng ban lời di huấn tối hậu đến chư tỳ kheo rằng: Hành đàn đà ni phiết quê aman ta già bị bu bồ tát tham ba sanh khà ra apamadi na sambadi tha. Này chư tỳ kheo, ta khuyên các ngươi rằng pháp hữu vi vốn là biến hoại, hãy nỗ lực chớ có dễ vui. Thì như vậy, cho đến giờ phút cuối cùng mà Đức Thế Tôn Ngài vẫn nhắc nhở các vị tỳ kheo apamadena sambadetha. Như vậy thì cái pháp không dễ vui đó mà ở đây trong bản kinh Ngài dịch chữ apamada thì vậy là không phóng dật. Chữ không phóng dật hay là chữ phóng dật đó, nếu sẽ theo trong thắng pháp đó, thì chữ phóng dật là chữ cúc cô chá, là ô thay chá, ô thay chá. Như là sở hữu si phần có bốn là si, mô hát, vô tàm, a hê ri cá, vô quý, a nó tập quá, và phóng dật, ô thay chá. Si vô tà quý phóng dật, là bốn sở hữu bất thiện biến hành, gọi là bốn si phật. Còn ở trong kinh tạng thì chữ Appamada Ngài cũng dịch là, Ngài bên trong Ngài dịch là phóng dật, Ngài dịch chữ này phóng dật. Chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn với chữ Uthacca. Cho nên cái chữ Bamada là dễ vui, mà Appamada là không dễ vui. Chúng ta xài nghĩa này nó rộng rãi hơn, mà nó chính xác chi pháp hơn. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu mà chữ Appamada mà dịch là không phóng dật đó, thì chúng ta liên tưởng đến cái ý nghĩa là nhất tâm chánh niệm,
Thì như vậy mới gọi là không phóng dật. Còn cái chữ Appamada Kusale Sutthame Sut Appamado, tức là sự không dễ vui trong các thiện pháp. Mà ở đây dịch là không phóng dật trong các thiện pháp, thì chúng ta xài chữ dễ vui, chữ không dễ vui nó hay hơn. Có một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích, là lợi ích ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế nào là một pháp? Chứ không dễ vui trong các thiện pháp này các tỳ kheo, đây là một pháp được tu tập, được sung mãn, đem lại lợi ích trong hiện tại và lợi ích trong tương lai. Thì ở đây đó, hôm nay chúng ta chỉ học về một pháp thôi, tức là cái pháp không dễ vui trong các thiện pháp. Điều này ở trong chú giải bài kinh này, thì giải thích ý nghĩa thế nào là lợi ích hiện tại và thế nào là lợi ích tương lai. Lợi ích hiện tại tức là được phúc, được an vui về nội tâm và làm cái điều kiện tốt cho quả của thiện nghiệp quá khứ nó trổ sạch. Và lợi ích tương lai tức là một người ngay trong hiện tại mà tu tập không dễ vui trong thiện pháp đó, thì ở trong tương lai họ sẽ gặt hái cái quả an vui ở cõi người hay cõi trời, gọi là có tương lương, có chỗ nương tựa. Punyani prakasmin patitha hanti paninam, phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Hơn nữa Đức Phật này có dạy rằng sajjan katta ni punyani tăng mitang sambarikam, các cái phước báo do tự mình làm đó là người bạn đồng hành ở trong kiếp lai sinh. Này trong bộ kinh chúng ta đã học xong rồi. Do đó cái việc mà hiện tại chúng ta không phải dễ vui đó trong thiện pháp, thì nó sẽ đưa đến nhiều lợi lạc cho mình. Bây giờ chúng ta hiểu như thế nào được gọi là Appamado. Chữ Appamado tức là không dễ vui. Cái từ này nó
phản nghĩa với cái chữ Pamado. Chữ Pamado tức là cái sự khinh suất hay là cái sự dễ vui, dễ vui. Dễ vui đó tức là một người không có tu tập những cái thiện pháp mà người đó sống với cái tâm hưởng thụ các dục trong năm dục Panchasukha Kamakunesu, hưởng năm dục là sắc đẹp những hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nghĩa là sống buông thả ở trong cái thú vui ngũ trần ngũ lạc năm dục lạc, thì như vậy đó là một cái sự dị vui. Lại nữa, hoặc là cái giác đu chờ thì tê qua và chỉ đu chờ thì tê qua mano đu chờ thì tê qua, hoặc là sống trong cái thân ác hạnh như là sát sanh trộm cắp tà dâm, sống với khổ ác hạnh và chỉ đúng cho thì tệ, rồi nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, sống với ý ác hạnh mà nô đúng cho thì tệ, tức là ý suy nghĩ, ý tham lam, sân hận và tà kiến. Thì như để gọi là cái sự dĩ vui. Lại nữa, sự dễ vui là cái trạng thái biến nhát, bỏ rơi cái lý tưởng, bỏ rơi cái phận sự, không có thực hành, không có tu tập, không có nỗ lực, anatita kriyata olina vutita nika chandata nikita thurata anasevana asavana apahuli kamang anathithanam anu ananu yugo pamadu, vân vân. Định nghĩa như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu cái chữ mà apamada đó, dịch là chữ không phóng dật đó, thì cái nghĩa rất là hẹp. Cho nên cái chữ sự dễ vui đó, là xài cái nghĩa nó rất là rộng và nó bao trùm cả những cái yếu tố pháp mà Đức Phật này trong chú giải đã giải thích như thế này. Cái chữ appamado viditappo là cần phải được hiểu rằng so satya avipava so dicham upatthita satya etanama. Chú giải này giải thích là người ấy không có thất niệm, thường an trú niệm, an trú chánh niệm, như vậy gọi là không dễ vui. Aparipana, mặt khác,
sati samacchanya yogena pavata. Chattaro arupino khantha apamadoti vadanti. Các ngài giải thích cái sự không dễ vui đó, tức là cái sự tinh tấn tiến hành chánh niệm tỉnh giác thì như vậy gọi là không dễ vui. Lại nữa, ở đây được giải thích cái chữ không dễ vui còn có nghĩa nữa là ya hi ca chi punya kriya kusala kriya. Sapasa apamada phavana treva veritapa. Gọi là không dễ vui còn có nghĩa nữa là sự thực hành những cái thiện pháp, sự thực hành những cái phước nghiệp sự puñña-kriya, như puñña-kriya quá thú là bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp, hưởng phước tùy hỷ phước, cả chánh tri kiến, cái đó cũng là cái sự không dễ vui trong thiện pháp. Lại nữa, cái ý nghĩa đặc biệt cái sự không dễ vui đó là cái sự quy y tam bảo không có bị gián đoạn. Một người mà luôn luôn có cái sự kính trọng nương tựa nơi Đức Phật giáo pháp của chư tăng đó, nghĩa là dầu cho hoàn cảnh người Phật tử có rơi vào cái sự nghèo khổ, lỡ vận công danh như thế nào đi nữa thì cái sự sarana gamana, cái sự quy tam bảo thì vẫn là kiên cố, chứ không phải lúc bình thường lúc mà làm ăn thấy có vẻ hanh thông bởi vì đi đến chùa là phước trai tăng xong rồi, rồi nguyện rồi về làm ăn khấm khá, cái đức tin của họ duy trì. Nhưng mà đến sau đó có cái duyên có gì khác, họ trở nên túng quẫn nghèo khổ, rồi lúc bây giờ họ cô thường, họ không còn niềm tin nơi Phật nơi pháp trai tăng nữa, không còn quy Phật pháp tăng nữa. Hễ có ai có cái đạo nào mà họ bỏ tiền ra để họ giúp đỡ, họ buộc phải cải đạo theo họ, thì người Phật tử đó liền bỏ Phật giáo, bỏ bậc đạo sư, bỏ Đức Phật để mà đi theo cái tôn giáo khác, vì muốn được tiền bạc giúp đỡ. Thì như vậy cái đó gọi là cái sự dễ vui. Còn khi mà một người kiên trì, nghĩa là chỉ quy y tam bảo, nương tựa nơi Đức Phật giáo pháp và tăng chúng thôi, để làm các cái việc thiện như lời Đức Phật đã dạy, thì người đó được gọi là người không dễ vui trong thiện pháp. Lại nữa, sapa silavata là người đã tu tập về giới, samadhi phavana tức là tu tập về định, sapa panya phavana là tu tập về tuệ, sapa kusala phavana là tu tập
thiện pháp. Anavacca Phavana tức là tu tập cái pháp không lỗi lầm, cái pháp không tội lỗi. Appamada Phavana tí quê đi tập bà, tức là tu, đây được gọi là không dễ vui, sự không dễ vui. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta đọc qua chú giải, chúng ta thấy rõ ràng là cái câu nói mà Kusale Sutamesu, Appamado Kusale Sutamesu, thì không dễ vui trong tất cả thiện pháp đó. Thì chính cái pháp đó đem lại cho chúng ta cái lợi ích trong hiện tại và lợi ích trong tương lai. Cái này thì rõ lắm. Thứ nhất, một người không bị thất niệm, lúc nào cũng tỉnh táo, cũng có chánh niệm, ghi nhớ rõ ràng, nhớ biết rõ ràng, thì như vậy pháp thứ nhất được gọi là không dễ vui. Thứ hai nữa là người không có cái sự biến nhát, lười biếng, bỏ rơi gánh nặng thiện pháp, thì như vậy người đó gọi là người không dễ vui. Lại nữa, người này tu tập những cái thiện pháp, làm các cái công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, vân vân, thì như vậy gọi là sự không dễ vui trong các thiện pháp. Một người quy y Tam Bảo chắc chắn không để không phá vỡ cái sự quy y của mình, như vậy gọi là không dễ vui trong thiện pháp. Một người tu tập về tam học giới định tuệ là người không dễ vui trong thiện pháp. Một người sống làm những cái việc không lỗi lầm, sống lương thiện, cái đó cũng là sự không dễ vui trong trong thiện pháp. Và ở đây trong chú giải còn giải thích thêm rằng là cái pháp không dễ vui đó, nó có cái trạng là một trạng thái rộng lớn, bởi vì Đức Chánh Đẳng Chánh Giác kể từ khi bắt đầu từ lúc mà giác ngộ cho đến 45 năm hoằng pháp, lúc mà Đức Thế Tôn nằm ở dưới sông Long Thọ tại xứ Kusinara và sắp phiên tịch Niết Bàn, thì Ngài đã trình bày một câu thôi, Ekenapadena Sanghaheta, là dùng một câu pháp, dùng câu pháp để giáo giới cho các vị tỳ kheo. Như khi nãy chúng tôi đã nói quý vị, Handada Nifikawe Amantaya Mibu Vajathama Sankhara Appamadena Sambadetha. Trong chú giải nhắc lại cái câu này, thì như vậy rõ ràng là
trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta nên lưu ý ở hai việc. Khi nào mà đối với ác bất thiện pháp mà khởi lên và tâm muốn làm và mình chiều theo, mình nghĩ rằng không sao đâu, chút mà, rồi mình làm những thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, cái đó gọi là sự dễ vui ba ma đù. Mà cái sự dễ vui này nó có cái sự nguy hại, như Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng chớ khinh thường, chớ xem thường ác nhỏ cho rằng không kết quả. Từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ trạng bình. Cũng vậy, kẻ ngu thấm dường ác do làm từng chút từng chút. Cho nên đối với cái việc bất thiện là chúng ta cũng không nên có sự dễ vui. Đừng xem thường cái việc ác nhỏ mà làm. Thứ hai là chúng ta đừng xem thường cái việc thiện dầu nhỏ mà bỏ qua. Đức Phật đã dạy rằng chớ xem thường thiện nhỏ cho rằng không kết quả. Từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ tràn bình. Người trí thấm dừng phước do làm thiện từng chút. Cho nên cái việc thiện nhỏ chúng ta cũng không nên bỏ qua. Người Phật tử chúng ta đi đến chùa thí dụ như khi chúng ta đến trên chánh điện, biết là cái chỗ, cái chánh điện là cái nơi thờ Đức Phật. Mà ngày xưa kia đó, khi Đức Thế Tôn ngồi tại tiền thì ở trong chùa có cái ngôi gọi là Gáp Pháp Cú Tí, là hương thất của Đức Phật, là nơi mà Đức Thế Tôn ngài đi qua xứ đó, ngài ghé tại cái chùa đó thì ngài vô ngài trú ngụ ở trong cái tịnh thất đó. Thì vì để tỏ lòng tôn kính Đức Phật hay là tôn kính tháp Xá Lợi, thờ Xá Lợi Đức Phật, khi mà đi vào trong đó chúng ta cẩn trọng, chúng ta đừng có mang dép dài lên trên thềm, trên cái nền tháp, nền chánh điện. Đức vua Bimbisara hồi xưa kia đó, thưa quý vị, trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, sau khi Đức Thế Tôn tịch rồi, dân chúng dựng cái bảo tháp để thờ Xá Lợi Đức Phật. Ở trong tiền kiếp, vị vua này cũng là một người dễ vui cổ thả, có cái tánh ngang tàn, đi bừa bãi, mang dép dẫm đạp lên trên nền tháp Xá Lợi của Đức Phật. Do cái quả nghiệp đó, ngay trong hiện tại, vua Bimbisara bị thái tử Asathế Achatastu, con trai của mình, sau khi tống giam vào ngục
rồi giết cha bằng cách là cho người cắt cái gót chân của vua Bimbisara, cắt sống như vậy đó thưa quý vị, rồi đắp muối lên trên, đắp muối chỗ cắt đó, rồi hơ trên lửa, hơ trên đống lửa nóng, vừa nóng vừa rát, và máu chảy ra đến nỗi mà phải chết đi. Cái đó do quả nghiệp dễ vui. Cho nên người Phật tử chúng ta hãy mỗi lần đi vào chùa, đừng có nghĩ rằng cái chuyện mà mình mang dép bên trên thềm chánh điện, hay là mang dép bước vào trong chánh điện, hoặc là dẫm đạp lên trên đền tháp xá lợi của Đức Phật, cho rằng cái chuyện nhỏ có gì đâu. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái chuyện mà chúng ta có cái sự dễ vui, có sự dễ vui. Dễ vui ở trong thiện pháp, tức là không làm, mà dễ vui trong ác pháp, có nghĩa là làm. Còn cái sự không dễ vui đó, không dễ vui trong thiện pháp đó, tức là bất cứ cái chuyện, cái việc thiện nào chúng ta cũng làm, dù cho cái việc thiện đó là nhỏ, chúng ta cũng cố gắng chúng ta làm. Thí dụ như khi mà chúng ta nhìn thấy một vài con kiến mà nó bị gió thổi rơi trên mặt nước, nó bơi bơi vậy đó, thì có thể là bị cá ở dưới hồ dưới ao đó nó ăn đi. Chúng ta gặp như vậy, chúng ta nghĩ rằng mình cứu lấy một chúng sanh cũng có phước, thế là chúng ta lấy kiếm cọng cỏ hay cái gì chúng ta bắt làm cầu cho nó leo lên. Cái đó quý vị đừng nghĩ rằng cái thiện pháp là nhỏ quá, nhưng mà chúng ta làm được cái thiện pháp nhỏ thì cái thiện pháp lớn chúng ta sẽ làm được. Ở trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy rằng người trí thanh lọc ô nhiễm theo tuần tự từng sát na, dần dần, từng lúc, lần ít, như người thợ thợ vàng mà họ lọc tạp chất của vàng từng công đoạn dần dần sẽ có một cái thổi vàng tinh anh vậy. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta có bỏ tiền ra ào ào, chúng ta đi làm việc từ thiện như vậy là đủ rồi. Không phải. Nếu như tâm của chúng ta còn có sự dễ vui thì như vậy cái sự dễ vui trong thiện pháp đó vẫn là một khuyết điểm cho chúng ta, sẽ đưa đến cho chúng ta cái sự bất hạnh. Chúng ta làm cái việc gì chúng ta phải cẩn trọng. Một là chánh niệm, hai là chúng ta phải cẩn trọng, gọi là sắc cái chăng. Thứ ba là chúng ta phải có một cái trí tuệ sáng suốt để khéo sắp đặt công việc. Thứ tư là chúng ta phải có cái sự kiên trì, làm hoài, làm không bỏ. Thì như vậy cái sự không dễ vui trong thiện pháp đó mới đem lại cho chúng ta một cái sự lợi ích, sự an lạc. Cho nên trong cái bài kinh hôm nay mặc dù ngắn, nhưng mà trong bài kinh này Đức Phật đã dạy cho chúng ta chỉ một pháp thôi, nhưng mà pháp đã đem đến lợi ích hai đời, đời hiện tại và đời tương lai. Và một pháp này thì
cũng không phải là khó thực hành, nhưng mà cũng không phải dễ. Đối với người mà chuyên tâm tu tập và có cái mục đích tu tập để được giải thoát đó, thì người này cái sự không dễ vui trong thiện pháp là chuyện nó rất dễ làm. Nhất là người đó là một giác hữu tình, là một vị Bồ Tát Vô Thi Sát Tát, là có cái tâm và có cái khuynh hướng giác ngộ trong tương lai. Thì đối với người này không bao giờ biết no ở trong thiện pháp và không bao giờ thối chuyển trong cái sự tinh cần. Như vậy vị Bồ Tát là không có sự dễ vui trong thiện pháp. Còn nếu chúng ta còn phàm phu, chưa có mục đích giải thoát, chúng ta chưa có hiểu gì về cái cuộc đời, cái cuộc luân hồi đau khổ, thì chúng ta rất có thể là chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự phiền toái. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Chúc quý vị luôn được sự an vui tiến hóa. Và bây giờ xin mời, xin thỉnh Thượng Tọa chắc có lẽ là thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc phương báo cho chúng. Còn nếu không có Thượng Tọa Minh Hạnh thì xin mời sư tụi Đức chúc phúc phương báo cho chúng đi. Vì sư tụi Tri xuống dưới phòng của chúng tôi để giúp cho chúng tôi việc. Nam mô Bổn Thầy, quý vị tắt máy giùm chúng tôi, không có tắt được. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Siêu, cả Đức Tuệ Tri cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt cho chư Tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Phật sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa puttanu phavena sada sotti phavantu te phavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhammanu phavena sada sotti phavantu te phavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sanghanu phavena sada sotti phavantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Sittiya chanagatha sikthamatu 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 idang lang etasming ratanatayasming sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào lung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề quá ta sanh ti vi hà ra hoa si ni phù bề ga rề bồ thi ga rề ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu chi ta sot thiền ga ron te tha vi hà ra măng đa lê
Thế ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô.